Duy Nguyễn xin chào đại gia đình Thiện Lành. Thì hôm nay Duy Nguyễn thanh lý cây đàn này có giá là 3 triệu. Thì cây này là do một vị khách mới vừa nâng cấp cây đàn cao cấp, cho nên là đẩy lại thì Duyên giờ thanh lý lại cho khách. Thì cây này có giá là 3 triệu. Thì cây này nói chung là đi show cũng khá là ok ha, phím phía đồ khoảng còn 90% hết, đàn thì còn đẹp đó. Thì cây này gỗ là ách Mỹ cần mấy bồ đó. Mobin là Duyên mới vừa lắp một mobin đũa vô luôn đó, cho cái nhà mình nó xịn xịn tí xíu ha, để mình quýnh tiếng cho nó đẹp, cho nó dẻo ha. Thì anh em nào có nhu cầu thì ủng hộ Duy Nguyễn nha. Thì Duy có test thử về phần âm sắc, thì mời đại gia đình mình cùng tham khảo về phần âm sắc nha. Rồi Duy Nguyễn xin mời cả nhà mình cùng tham khảo. Thank you.